Cơm chưa? Ăn cơm dạ. Rồi, ok. À, thầy có xem qua bài tập về nhà của con rồi, con làm khá là tốt, đúng theo yêu cầu của thầy. À, cả bài video lẫn như là bài viết rất là tốt nhá Hoàng nhá. Rồi, ok. Hôm nay ở trên lớp con học những môn gì rồi? Môn Sao sao hả tiếng con? Việt và toán À con đạo đức thì ghi bài à thế à? à. Thế có môn nào con thấy khó không? Toán con học Bình thường bình thường à? Thế toán con học bài mới thì con có thấy khó không? mới thì mày Sao hả con? Sao hả bình con? thường. Nó bình thường đúng không? Rồi, ok. Rồi, thầy bây giờ trước trước khi chúng ta vào bài bài tập bài học ngày hôm nay của chúng ta thì thầy sẽ kiểm tra qua lại bài cũ của Hoàng được không? Thầy kiểm tra qua lại bài cũ của con nhá. Rồi. Hôm trước chúng ta đã học Hôm trước chúng ta đã học ngữ pháp. À, con nói lại cho thầy ngữ pháp của bài hôm trước được không? Con nói lại cho thầy ngữ pháp của bài hôm trước được không? Con còn nhớ không? Hôm trước chúng ta học ngữ pháp là bài gì hả? Con quên á. Rồi ok, thế thì bây giờ chúng ta ôn tập lại nhá. Chúng ta ôn tập lại. Hoàng nhìn trên thầy sẽ chia sẻ màn hình với con này. Và bây giờ con sẽ nhìn lại để thầy ôn tập lại cho con nhá. Ngữ pháp của hôm con nhìn thấy màn hình thầy chia sẻ chưa? Ngữ pháp hôm trước của chúng ta học đấy là vị pháp của thì hiện tại đơn. Rồi. Chủ ngữ là gì con nhỉ? Chủ ngữ ký hiệu là gì? Chủ ngữ ký hiệu là S nhá. Chủ ngữ là gì nào? Gồm có những chủ ngữ gì nào? Hoàng đọc cho thầy nào. Nice. Dây nào. Ok. Gì nữa? Không. Nguyên. Quy ai rồi còn chủ ngữ nào nữa you rồi. Đây là chủ ngữ chủ nhiệm à rồi còn chủ ngữ nào nữa he she rồi ok. Nếu chủ ngữ là ai? Nếu chủ ngữ là ai? I, you, we, they. Thế thì chúng ta sẽ đi cùng với cả động từ là giữ nguyên. Được không? Động từ chúng ta sẽ là giữ nguyên. Còn nếu mà là he, she và it thì động từ của chúng ta sẽ phải làm sao nhỉ, Hoàng nhỉ? Có giữ nguyên được không? Động từ có được giữ nguyên không Hoàng? Không. Động từ chúng ta sẽ phải chia đúng không con? Thế động từ đi với cả he, she, it thì chúng ta chia như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ thêm gì? Chúng ta sẽ thêm gì? S, đúng rồi. Thêm S không à?
chúng ta sẽ thêm S này. S đúng không? Chúng ta sẽ xem thêm S và ES hoặc IES đối với cả một số các từ. Đó. Hoàng hiểu chưa? Rồi ok, bây giờ sẽ lấy ví dụ. Tôi thích xe đạp. Hoàng nói thử cho thầy bằng tiếng Anh xem nào. I like bike. Ok. Thế bây giờ nói anh ấy thích xe đạp. He's like bike. Như này có đúng không con? Như này có đúng không? Chữ S ở cuối mà. Chữ S ở cuối chữ nào con? Chữ S ở cuối. Chữ A. Chữ nào cơ? Con đọc lại. E. He's. Đây đúng không? Không, ở chỗ bài. Ở chỗ bài, đây đúng không? À. Rồi, thế ở đây động từ của con là gì? Chữ V ở đây là động từ nhá. Không. Ừ. Động từ ở đây là gì con? Thích, đúng không? Lies. Ừ, lies. Thế thì chúng ta phải thêm S ở đằng sau chữ lies nhá Hoàng nhá. Thế là con bị nhớ nhầm đấy nhá. Con hiểu không? Hoàng. Rồi. Ok. Bây giờ nó làm thêm thử một câu nữa nào. Cô ấy. Cô ấy đọc sách. Cô ấy là gì? She's read book with. Tốt. Rồi, ok. Ở đây đã có chia động từ rồi nhá. Hoàng hôm trước con có đọc phần nhận xét của thầy không? Cái phiếu nhận xét của thầy qua buổi học tuần trước không? À, Hoàng. Hoàng có đọc phiếu nhận xét của thầy tuần trước không nhỉ? Bố mẹ có cho con xem không? Mẹ có cho con xem không? Có. Rồi. Thế khi nào chúng ta sẽ sử dụng ES? Khi nào chúng ta sẽ chia động từ với ES? Thầy nhắc lại nhá. Các động từ nào kết thúc có đuôi này. Thứ nhất là đuôi S. Thứ hai là hai chữ S. Thứ ba là chữ SH. Thứ tư là chữ CH. Thứ năm là chữ X. Thứ sáu là chữ O. Thế thì chúng ta sẽ thêm ES nhá. Ví dụ này. Ví dụ nhá. Thầy cho Hoàng một ví dụ này. Cô ấy đi bộ. Cô ấy đi chơi đến công viên. Rồi. Cô ấy này. Đi bộ đúng không? Đi đúng không? Con nhìn thấy ở đây chữ go đúng không? Đuôi của nó là gì? Đuôi là o đúng không? Thế thì con sẽ phải thêm đuôi gì ở đằng sau khi con muốn chia động từ? ES. Đúng rồi, con sẽ thêm ES đúng không?
Rồi. Rồi con hiểu chưa? Con hiểu không? Rồi. Anh ấy xem TV. Khoan thử nói cho thầy nghe. Ý. Watch. Watch. It. It. Watches TV. Tốt. He watches TV. Rồi. Tốt lắm. Rồi. Thầy sẽ cho con thêm một cái nữa nhá. Khi kết thúc, đối với cả cái trường hợp khi nào động từ sẽ có đuôi IES. Khi các từ kết thúc, khi các động từ kết thúc là chữ y dài, đúng không? Chúng ta bỏ y dài thay bằng y ngắn cộng es nhá. Đó, ví dụ này, máy bay bay trên trời máy bay là gì? Plane. Rồi, a plane. Bay. Fly, đúng không? Động từ gốc của nó là fly, đúng không? Thế bây giờ Hoàng sẽ làm sao nhỉ? Khi chưa động từ thì Hoàng sẽ làm sao? Đổi chữ y thành chữ i rồi cộng thêm es. Rồi. Đổi chữ y dài thành chữ y ngắn và thêm es, đúng không? Đúng không? Đúng chưa? In the sky. Rồi. Ok. Đấy nhá. Rồi chúng ta đã ôn tập lại. Chúng ta ôn tập lại là cái thi hiện tại đơn. Và Hoàng cũng đã biết cách chia động từ đối với cả những cái chủ ngữ là he, she và it. Đúng không? Nhá. Hoàng nhá. Thầy đã ôn tập lại cùng con nhá. Thế các chủ ngữ ví dụ I, you, we, they thì làm sao? Động từ chúng ta sẽ làm sao? Động từ chúng ta để nguyên, đúng không? Chúng ta không phải chia động từ. Nhá. Rồi. Thế thì I, you, we, they. Thế thì đi với cả do hay does? Hoàng? Đi với do hay là does? Da. I, you, we, they đi với does à? Do. Do, rồi, ok. I, you, we, they đi với do. Rồi. Thế còn he, she, it thì đi với cả từ gì? He, she, it. Yes. Thì đi với cả does. Nhớ nhá. Hoàng nhá. He, she, it thì đi với does. Còn I, you, we, they thì sẽ đi với cả do. Được chưa? Con hiểu không? Rồi. Và đồng thời I, you, we, they, I thì đi với cả động từ to be gì? I đi với cả động từ to be gì? Có biết động từ to be không? I thì sẽ đi với cả động từ to be là am, đúng không? Thế còn you, we, they đi cả động từ to be gì? I cộng am. Ừ. Đấy là động từ to be. Cộng R. Cộng R, đúng chưa? Rồi, tốt.
Thế còn he, she, it thì đi với cả động từ do be gì? Easy. He, she, it đi với cả is. Động từ is. Tốt. Rồi. Bây giờ Hoàng muốn, thầy muốn Hoàng nói cho thầy câu này. Anh ấy là học sinh. Is he is a student. Wow. Anh ấy là học sinh. Rồi. Tôi là bác sĩ. Tôi là bác sĩ nào hả? Em. I am doctor. A doctor. Rồi. Ok. A doctor. Họ là, họ là giáo viên. They are teacher. They are, họ là giáo viên. Teacher. They are teacher. Tốt. Teachers, nhưng mà ở đây à, thầy xin lỗi Hoàng một tí nhá. Teachers. Rồi. They are teachers. Con nhớ ở đây này. Khi mà nói they are thì sẽ là số nhiều, thế nên là danh từ ở phía sau thì chúng ta cũng phải thêm s, con nhớ nhá. Được không? Danh từ phía sau con sẽ phải thêm s nhá, đối với cả những cái đi theo danh từ đi theo chủ ngữ số nhiều thì danh từ số nhiều cũng chúng ta cũng phải thêm s. Được chưa? Hoàng. Được. Rồi, ok. Con có cần ghi lại cái này không? Con cần ghi lại những cái này không? Thầy cũng đã ghi cho con, thầy đã ghi lại cho con ở trong cái phiếu nhận xét ở buổi học trước rồi đó nhá. Nếu như mà con không hiểu hoặc là thiếu cái gì đó thì là con hỏi, con sẽ bảo mẹ con bật lại lên cho con xem nhá Hoàng nhá, để con ôn tập lại. Được không? Rồi, ok. Thế là bây giờ chúng ta đã ôn tập xong, chúng ta ôn tập lại về ngữ pháp của buổi ngày hôm trước. Được không? Rồi, bây giờ thầy sẽ kiểm tra lại. Thầy kiểm tra lại thêm về phần từ vựng nhá. Thầy kiểm tra về phần từ vựng của buổi trước. Rồi, con đợi thầy một chút, thầy chia sẻ màn hình với con nhá. Rồi, ok. Con nhìn thấy màn hình thầy chia sẻ chưa? Rồi, ok. So, Hoàng, can you tell me what did this, how to say this? Plan. Plate. Good. Blanket. Okay, blanket. 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 Flat. Flat. Good. Okay. Rồi. Rửa mặt là gì nào? Rửa. Rửa là gì? Nào, không được nhìn vào vở nhá. Không được nhìn vào vở nhá. Hoàng nhá. Rửa mặt là gì nào? Con có nhớ không? Wash.
Rồi, ok. Thế đánh. À, đánh với cả quét. Thế là gì? Brush. Rồi, tốt. Rất là tốt. Rồi, thế là vẫn nhớ được bài tập cũ. Brush. Ừ. Vẫn nhớ được bài tập cũ ngày hôm trước. Giỏi lắm. Khoan đợi thầy một chút nhá. Thầy quay lại. Rồi, rồi. Con nhìn vào cho thầy nhá. Con nhìn vào trong bức ảnh, con nhìn vào trong các bức ảnh này và con nói cho thầy biết ở bức ảnh thứ nhất là con có sách và xe đạp. Thế thì con thích cái nào hơn? Con thích đọc sách hay con thích đạp xe đạp hơn? Ừ, con thích đọc sách đúng không? Con trả lời cho thầy bằng một câu hoàn chỉnh nhá. Là thưa thầy con thích đọc sách. Đúng không? Và con cũng thích đọc xe đạp đúng không? Rồi, thế thì con nói cho thầy biết là con thích đọc sách bằng tiếng Anh. Read the book. I like read a book. Ok, book. Ok. Thì con muốn nói rằng tôi không thích đạp xe đạp. Don't ride Good, very good. I don't like ride a bike. Ok. Ở ảnh số 2. Ở ảnh số 2. Đá bóng với cả đi bơi với cả bơi lội. Thì theo con bố con thích đá bóng hay bố con thích bơi lội? Bố con thích đá bóng hay bố con thích đi bơi? Bố con thích đi bơi đúng không? Rồi, thì bây giờ con nói trước với thầy là bố tôi không thích đá bóng. Don't like Rồi, ok. Thầy hỏi Hoàng lại nhá. Chủ ngữ của Hoàng đang dùng sai này. Thầy hỏi lại Hoàng một chút nhá. Bố của Hoàng là My father, đúng không? Thế my father ở đây thì con có thể hiểu là gì? Là anh ấy, đúng chưa? Hoặc Bố con có của thể tôi. là bố của tôi, đúng không? Thì là sẽ gọi là he, đúng chưa? Là anh ấy hoặc ông ấy, đúng không? Rồi, thế thì he ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là gì? Bố của tôi, ông ấy không thích đá bóng. Don't lie. Đi đi với đôn à? Đi Football. đi với đùa. Rồi, thầy ôn lại, thầy lại mở lại cho con nhá. Thầy lại mở lại cho con này. Rồi, vừa nãy thầy ở đây có he, she và it là chúng ta đi với cả does. Đúng không? Đúng không? Hoàng. He, she với cả it thì đi với cả does. I, you, we, they thì đi với cả do. Rồi. Đây là khẳng định loại hình câu, đây là câu khẳng định. Thế còn nếu như câu phủ định thì chúng ta sẽ thêm not ở đằng sau. Được không? Chúng ta sẽ thêm not ở đằng sau nhá. Rồi. Am. Ở đây cũng thế. Cộng với cả not nếu như mà ở thể phủ định. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta quay trở lại bài học của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài học của chúng ta. Thì Hoàng nói cho thầy biết.
Hoàng nói cho thầy biết thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng câu gì? Ông ấy không thích đá bóng. He doesn't like play football. Ok, he doesn't like to play football. Rồi, ok. Ông ấy thích đi bơi. Đó, ông ấy thích đi. Is the line. Oh, thế là quên, thầy nhầm. Doesn't chứ. Rồi. Bây giờ chỉ cần ông ấy nói là ông ấy thích đi bơi. Bố tôi thích đi bơi. He's nice. Like gì ấy con? Like go swimming. Like có ít không? À, có. Nhớ phải chưa động từ nhá. He like swimming, đúng không? À. Rồi, ok. He like go swimming. He like swimming thôi được rồi con ạ. He like swimming. Rồi, ok. Rồi, bây giờ con sẽ nhìn cho thầy ở bức tranh thứ ba. Ở bức tranh thứ ba thì sẽ là gì nhỉ? Con liên tưởng đến gì? Guitar. Hả? Đàn guitar. Đàn guitar, đây không phải đàn guitar. Đàn violin. Đây là đàn violon. Nhá. À. Ừ, thế bây giờ... Violin. Từ... Violin. Ừ, violon. Thì bây giờ chúng ta sẽ không quan tâm đến từ đấy. Chúng ta sẽ có là học. À, chúng ta sẽ nói là viết bài. Đúng không? Ôi, anh ấy thích, con thích viết bài hay là con thích học âm nhạc? Viết bài. Ừ, con thích viết bài. Rồi, thế thì bây giờ con nói cho thầy biết là tôi thích viết bài. I like write. I like to write. Rồi. Bây giờ con nói là tôi không thích. Tôi không thích học âm nhạc. Tôi không thích học âm nhạc. I don't like. Ừ. Học. Học. Ừ. L. Bắt đầu bằng chữ L. I don't like. À, Hoàng, chữ học là gì con? Học là gì con? Reading. Study, đúng không? Hoặc study hoặc là gì? Learn, đúng nhá? Có đúng không? I don't like study music. Đúng không? Rồi. Thế bây giờ thầy hỏi sang bức ảnh thứ tư nhá. Hoàng nhá. Vâng. Ừ. Bây giờ chị gái con còn nha. À, chị gái con đúng không? Con có chị gái đúng không? À. Ừ. Theo như con nghĩ thì chị gái con thích sử dụng máy tính, thích dùng máy tính hay là thích nghe nhạc? Dùng máy tính. Ừ, rồi, ok, chị con thích máy tính đúng không? Thế bây giờ con nói cho thầy biết là chị tôi thích máy tính. Chị tôi là gì? Chị tôi là gì?
Sister. Cái gì sister? My sister. Khoan đợi thầy một tí nhá. Rồi. Khoan đợi thầy một chút nhá, để thầy tắt ứng dụng này đi đã, nó giật quá nhá. Rồi, tôi chia sẻ lại màn hình này. À, ngoài nhìn thấy mắt điện thoại không con? Rồi, rồi con nói với thầy là con gái tôi thích máy tính nào? My sister like this computer. Rồi, ở đây bị sai gì con? Con đã chưa được con quên không chưa được từ nhá Hoàng nhá. Ở đây con sẽ thêm gì? Đúng rồi, ok. Tại vì sister ở đây là suy nghĩ nào, sister thì gọi là gì? Vừa nãy father đúng không? My father thì là he đúng không? Thế bây giờ sister là gì? Sister thì sẽ là gì? Nào, Hoàng, Hoàng có tập trung không nào? Hoàng ơi. Hoàng ơi. Con nghe rõ thầy nói không? Vừa lúc nãy my father thì là he đúng không? Thế bây giờ my sister thì con sẽ gọi là gì? She. Rồi, ok, she. Tốt. Khi chúng ta gặp chủ ngữ là she đúng không? Con phải ngầm hiểu nhá. Thì động từ chúng ta sẽ phải chia. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa Hoàng? Rồi, bây giờ nói cho thầy là cô ấy không thích, chị tôi không thích nghe nhạc. Chị tôi là gì? Không thích. Doesn't like listen to music. Rồi, tốt. Ok. Rồi, tốt. Ok. Rồi, bây giờ Hoàng nhìn cho thầy nhá. Hoàng nhìn cho thầy ở cái các câu ở trên này. Hoàng sẽ nói cho thầy biết động từ. Hoàng sẽ tìm cho thầy các động từ có trong ở các cái từ này. Rồi, go swimming. Động từ là go. Động từ là gì con? Go. Động từ go là những từ chỉ hành động đúng không? Go. Go. Rồi. Read a book. Read. Read. Rồi. Have your music lessons. Yep. Tốt. Yep. Yep. Try
listen. Right. Rồi. Listen. Right. Rồi. Listen. Uh-huh. Do. Do. Rồi. Why. 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 Right. Right. Rồi, tốt lắm. Rất là tốt. Rồi. Rồi, con tìm cho thầy các cái động từ ở dưới này nào. Con tìm cho thầy các động từ ở dưới này nào. Play. Play. Cry. Listen. Listen. Rồi. Skate. Skate. Rồi. Visit. Visit. Rồi. Do. Do. Rồi, tốt. Ok. Bây giờ sang đến bài tập tiếp theo. Đây, thầy nhắc lại nhá. Đây là các động từ, đúng không? Đây là các động từ. Thế bây giờ nếu như thầy đổi các cái danh từ ở đằng trước. Nào, thầy sẽ đổi danh từ ở đằng trước này. Ví dụ, ở câu thứ nhất, thầy đổi danh từ là he. Thì động từ ở đây sẽ đổi là gì? Play. Rồi, tốt. Play thêm S đúng không con? Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Rồi, play thêm S. Rồi, thầy đổi động từ ở đây là they. Thì động từ? Động từ? Rice. Động từ có chưa không? Động từ có chưa không? Quên chưa nhỉ? Ai quên chưa nhìn hả con? Vâng. Ai quên chưa nhìn? Hoàng, ai quên chưa nhìn? Không quên chưa nhìn. Ừ, rồi, ok. Thầy nhá, thầy đây là lần thứ hai thầy nhắc con nhá, là con phải nói thứ nhất là có chủ ngữ, có vị ngữ, nghe chưa Hoàng? Con không được nói trống không nhá. Hoàng nhá. Hoàng. À. Rồi, Hoàng lặp lại cho thầy 5 lần. Con quên chưa nhìn. Nói lại 5 lần nào. Con quên chưa nhìn, con quên chưa nhìn, con quên chưa nhìn, con quên chưa nhìn, con quên chưa nhìn. Rồi, ok, tốt. Rồi, thầy hỏi Hoàng, nếu như chủ ngữ thầy ở câu này, thầy đổi ai thành they, thì động từ chúng ta sẽ làm gì? Hoàng? Right vẫn như bình thường. Ừ, rồi, ok, right, vẫn giữ như bình thường. Vẫn giữ nguyên, đúng không? Rồi, ok. Nếu như bây giờ động từ ở đây thầy đổi thành she, thì danh từ thầy đổi thành she, thì động từ ở đây chúng ta có làm gì không? Động từ chúng ta phải làm gì? Có ý. À, có ý. Tốt. Rồi, sang đến câu này. Động từ thầy để thành she, thì danh từ thầy đổi thành she, thì động từ của thầy sẽ làm gì? Động từ skate ở đây thì thầy sẽ làm gì? Thì động từ skate nó sẽ thêm chữ s. Ừ, rồi, tốt. Động từ skate thêm chữ s. Rồi, nếu danh từ ở đây là I và thầy đổi thành you, thì động từ chúng ta sẽ làm gì? Động từ ở đây chúng ta sẽ làm gì? Vẫn như bình thường. Ừ, tốt. Từ lần sau con nói là sẽ giữ nguyên nhá. Động từ sẽ giữ nguyên thầy ạ. Nhá. Được không ạ? À? Ừ, rồi, ok. Và cuối cùng, thầy động danh từ ở đây là ai và thầy đổi thành he, thì động từ ở đây là gì? Động từ ở đây thầy phải làm gì? Nó sẽ đổi sang là chữ s. Chữ s à? S. Đúng không? Thêm s đúng không? Vâng. Là như à, này. Không. It. Does. Does. Thế thầy là gì? Does. Does. Thì ở đây sẽ thêm es nhá. Được chưa? Rồi, Hoàng nhớ chưa nhỉ? Hoàng nhớ chưa con? Rồi,
Bây giờ nhá, thầy sẽ xóa các cái này đi, thầy sẽ hỏi Hoàng tiếp này, thầy hỏi Hoàng tiếp này, để cho Hoàng nhớ vững này. Nếu như bây giờ ở câu này là đang là câu khẳng định, thầy muốn đổi sang câu phủ định. Câu phủ định là câu gì? Câu phủ định là câu vừa nãy mà con nói đúng không? Đây là câu khẳng định này, đúng không? Và đây là câu phủ định này. Hoàng nhớ không? Hoàng còn nhớ không? Rồi. Bây giờ thầy muốn đổi sang câu phủ định thì thầy sẽ phải làm gì? Giống ví dụ, tôi không thích chơi tennis. Con I don't. I play don't tennis. Play tennis. Tốt. Rồi. Bây giờ thầy sẽ, thứ nhất thầy sẽ đổi chủ ngữ ở câu này đi. Đổi danh từ ở câu này đi, thầy sẽ đổi là he. Và thầy cũng muốn nói là anh ấy không thích cưỡi ngựa, thì con sẽ trả lời như thế nào? He doesn't ride a horse. Ride a horse. Ride a horse. Rồi, rất tốt. Rồi. Bây giờ thầy sẽ đổi sang câu thứ 6 này. Bây giờ thầy muốn đổi chủ ngữ ở câu này thành she nhá. Đổi chủ ngữ thành she và thầy muốn nói rằng là ở thể phủ định. Thì con sẽ đổi câu này như thế nào? Con nói cho thầy biết nào. She doesn't do vẫn giữ nguyên nhá, vẫn giữ nguyên động từ nhá. Khi con thêm này, Hoàng để ý nhá, khi con thêm doesn't thì động từ con sẽ để nguyên cho dù là chủ ngữ là he, she hay it. Được không? Vâng. Nhá, thầy sẽ thêm cho con này. Con quay sang đây này. Thầy sẽ chia sẻ lại này. Nhá, nếu ở đây con đi với cả thể phủ định, con sẽ thêm do, đúng không? Cộng not, đúng không? Và lúc đấy động từ của con thì sẽ giữ nguyên. Nhá, giữ nguyên tất cả các động từ, sẽ không phải chia động từ nữa, nhớ nhá. Rồi bây giờ quay trở lại bài tập của chúng ta, bài học của chúng ta. Rồi Hoàng xác định lại cho thầy nào, ở trong câu 6 động từ là gì? Ở câu 6 động từ là gì? Đúng. Động từ là do đúng không? Tốt. Rồi, bây giờ thầy muốn đổi chủ ngữ thành she. Đúng không? Và thầy muốn đổi sang thể phủ định. Thầy muốn đổi sang thể phủ định. Thì con sẽ nói như thế nào? She doesn't do my homework. Chắc chưa? Chắc chưa? Cô ấy không làm bài tập của tôi à? Con phải đổi cả sở hữu cách của con nữa. Hả? Sở hữu cách là mai thì bây giờ đổi thành gì? Rồi ok, con phải nhớ nhá, con phải nhớ cái này nhá. Được chưa? Rồi ok, bây giờ ở câu số 4 này. Bây giờ thầy muốn đổi chủ ngữ thành dây và nói sang thể phủ định, thì Hoàng giúp đỡ thầy
đổi câu này chủ ngữ thành dây và đổi sang thể phủ định. Nào, chủ ngữ bây giờ sẽ biến thành gì nào? Đây. Nào, thể phủ định nào? Đây. Thể phủ định là gì nào? Sẽ thêm gì vào? Động từ ở đây là gì con? Không, động từ ở câu số 4 là gì? Visit. Visit đúng không? Visit là gì? Thăm. Đúng không? Rồi, bây giờ nói câu họ không đến thăm chấm chấm chấm. Đây. Don't. Đúng rồi, they don't visit it. Nào, bây giờ có cần phải đổi cái gì không? Không. À, không phải đổi cái gì đúng không? Thế thì bê nguyên liên viên vào đúng không? I can see they don't visit. Nào, Hoàng nghĩ kỹ xem có cần phải đổi cái gì không? Con nhìn ở câu phía dưới. Đúng không? Con nhìn ở câu phía dưới. Con đổi sở hữu cách từ my sang her. Ở đây con nhìn có thấy sở hữu cách không? My. My. Thế bây giờ con đổi thành gì? Theo chủ ngữ. There. Rồi, sở hữu cách vẫn không nhớ nhá. Hoàng nhá. Vẫn chưa nhớ sở hữu cách nhá. Rồi. Ok, Hoàng ơi, Hoàng đợi thầy một chút nhá. Thầy quay lại. Rồi, ok. Nào, bây giờ chúng ta quay trở lại bài của chúng ta nhé. Bây giờ thầy hỏi lại Hoàng này. Rồi, bây giờ về sở hữu cách của anh ấy là gì con? Của anh ấy. Con còn nhớ không? Nào, sở hữu cách. Sở hữu cách là gì? Ví dụ, con chó của anh ấy. Con chó của anh ấy. Hoàng. His dog. His dog. Rồi. Quả bóng của cô ấy. Quả bóng của cô ấy. Balloon. Con nói lại cho thầy nào. Balloon. Balloon. Balloon là quả bóng bay. Quả bóng thôi cơ mà. Ball. Ball. Rồi.
cái bút của tôi. My pen. My pen. Rồi. Đôi giày của họ. Đôi giày của họ. Những đôi giày của họ. Đúng hơn. Những đôi giày của họ. Của họ là gì con? Con có biết đọc từ đấy không? Con thì con có đánh vần được cho thầy không? Con không đọc được nhưng con có đánh vần được cho thầy không? Cái từ đấy không? Rồi, ok. Thế bây giờ con nói cho thầy là cái bút chì của chúng tôi nào. We are peace. Bút chì của chúng tôi cơ mà. Bút chì của chúng tôi. Rồi, ok. Thế này là Hoàng nhá, thầy phê bình Hoàng nhá, là Hoàng về nhà không học bài cũ nhá. Hoàng nhá, về sở hữu cách hôm trước là thầy có dạy con rồi nhá. Có một bài chuyên về sở hữu cách và thầy đã bắt con làm ở trên lớp rồi nhá, Hoàng nhá. Thứ nhất, sở hữu cách của họ là their. Được chưa? Vừa nãy qua their shoes. Their shoes. Nhá. Được chưa Hoàng? Rồi, tiếp theo đến này, sở hữu cách của họ này, our pencil. À, sở hữu cách của chúng tôi, our pencil. Rồi, thế sở hữu cách của nó thì sao? Sở hữu cách của nó thì sao? It's a... Đúng không? Yeah. Rồi, sử dụng cách của nó là it. Rồi, đấy nhá, thầy phê bình Hoàng nhá. Thật sao Hoàng về, Hoàng phải nhớ với cả ôn tập bài cũ, nghe rõ chưa Hoàng? Yeah. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ xuống phần ở dưới để chúng ta kiểm tra lại. Đây cũng là một phần để tổng hợp lại cái kiến thức cũ nhá. Rồi, ok. Hoàng nhìn vào đây, Hoàng sẽ đánh dấu cho thầy, nói cho thầy biết những từ nào khác so với cả những từ còn lại nhá. Ok. Câu số 1 nào. Câu số 1 là Matt's. Đúng không? Matt's. Milkshake, fries, pizza. Rồi. Người ta đã làm cho thầy người ta đã làm cho Hoàng câu số 1 rồi. Hoàng nói cho thầy biết lý do tại sao câu số 1 người ta lại chọn là Matt's. Vì Matt's là môn học, còn music, fries, pizza là đồ ăn nhanh. Rồi, tốt, ok. Hoa làm cho thầy câu số 2. Đọc lên các từ này cho thầy. Science, salad, PE, art. Rồi, salad. Rồi, science. Science. Rồi, science. Science. Salad. Không phải salad. Salad. PE. PE. Art. Rồi, ok. Which one that you choose? Which one is different? Salad. Why? Why? Bởi vì nó là đồ ăn, còn salad PS là môn học. Ok, bây giờ con nói bằng câu đó bằng tiếng Anh cho thầy được không? Salad là đồ ăn. Salad is đồ ăn là gì?
Đồ ăn là gì con? Food or drinks? Food or drinks? Salad is a food or a drink? Food or a drink? Yeah. Salad. Is the food or a drink? Food. Mm-hmm. Salad is a food. Rồi. Con nói cả nguyên lại câu cho thầy xem nào. Salad is food. Mm-hmm. Rồi. And science, P and art are science, P and art are and art. Các môn học là gì con? Các môn học là subject. Rồi, thầy quay lại bên trên nhá. Thầy bị quay lại bên trên này. Ok. PE art and science are subjects. Okay. 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 Number three. Hoàng. Can you read for me? English 80-100. Mm-hmm. Which one is different? Is English. Mm-hmm. English. Why it is different? English is... No, 40, 80, and 100 are... Ở đây là số bao nhiêu nhỉ Hoàng nhỉ? 40. Đây là bao nhiêu? 80. Rồi 100. Thế đây là các con số đúng không? Con số là gì? Các con số trong tiếng Anh là gì? Con có biết không? Không ạ. Rồi ok. Các con số là number. Ok. Number. Rồi. Bây giờ Hoàng nói cho thầy 40, 80 và 100 là các con số. 80, 80, 100 Good, our number. Okay. Rồi, number four. Play hip pieces 70. Okay. Which one is different? 70. 70. Because 70 is a 70 is a number. Good. 70 is a number. Okay. Is after. Okay. Rồi. Hoàng nhớ nhá, khi con muốn liệt kê này, khi con liệt kê từ hai thứ trở lên thì con sẽ phải chỉ, đấy là are hoặc đúng không? Nó sẽ là số nhiều, nó sẽ là trở thành danh từ số nhiều Hoàng nhá. Hoàng nhớ không? Ừ, rồi ok. Rồi, bây giờ làm câu số 5 nào. This music must English.
Which one is different? Read. Read. Rồi. Bởi vì âm nhạc, toán và tiếng Anh là các môn học. Thì toán và tiếng và âm nhạc là các môn học. Con nói trong tiếng Anh thế nào? Music, math, English, vừa nãy thầy nói rồi. Subject. Subject. Rồi, ok. Ok. Chúng ta ôn tập lại cái cấu trúc ngữ pháp nhá. Has he got nhá. Rồi. Ok. Câu số 1 này. Has the giraffe got a long neck? Yes, it has. Has it got two legs? Is no, legs? It's hidden. No, it is hidden. Which A, B, C, D, E, F? Which one? F. Good. F. Okay. Has the boy got black hair? Has the boy yes. black hair? He has. So A, B, C, D, E, F. A. Good. Has he got fries? Has he got fries? No. She has. No, she. No, she. She or he? She. No, he or she. He. Okay, he. Look. Hoàng, look at number 4. Has he got fries? Has he got fries? No, he hasn't. Okay. So what is the answer? A, B, C, D, E, F. E. Okay. Why has the girl got long hair? Has the girl? Yes, he has. Yes. So which one? A, B, C, D, E, F. B. B. Okay, good. Had she got a pizza? Had she got a pizza? Yes, she had. Wow, say again. No, she hasn't. Okay, and number? The answer is? D. Okay, good. Okay, how many legs does the giraffe have? How many legs does the giraffe have? How many legs? Four legs. Okay. Four legs. Okay. And what has the girl got? I'm sorry. What has the girl got? This head. No, what has the girl get?
What has the girl got? Look at here. She got sandwich. Okay, sandwich. And what has the boy got? What has the boy got? He has a milkshake. Okay, good. Where are they? They are in the zoo. Yes, they are in the zoo. And which animal that they are looking for? Which animal? What is this animal? Wow. It's a girlfriend. There is a giraffe. Is this a lion? Giraffe. Yes? No. Yes. A giraffe. Mm-hmm. Okay. Okay, Huang, you will choose each of those. They will have two sounds will be the same. Okay, two sounds will be the same. Grape, tree, crab, grass. Okay, Huang nhìn vào bài tập sau nhá. Bài tập sau này, ở đây sẽ có bốn cái hình vẽ khác nhau. Con nhìn thấy không? Nhưng mà sẽ có hai hình là sẽ có cái âm tiết giống nhau nhá. Rồi, ở hình đầu tiên, đây là chùm gì nhỉ? Đây là chùm nho. Chùm nho, rồi chùm nho đọc là gì? Chùm nho là gì? Grapes. Good, grapes. Rồi cái cây là gì con? Tree. Con cua là gì? Crab. Bãi cỏ. Grass. Rồi ok. Thế thì là chùm nho và bãi cỏ có chung âm GR. Ok. Đúng không? Một cái là grape. Và một cái là grass. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Number two. Which one is this? Plum. It's a frog. Frog. Chấm. Chống là gì? Drum. Yes, drum. Plate. Rồi, ok. So which one are the same sounds? Which picture start with the same sound? Plum and plate. Ok, plum and plate. And the sound is? Plum and plate. And the sound is P L. Okay, good. Number three. Brush. Yes. Brush. 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 So
Which pitcher? Rest and run. Rest and run. Okay. So, what is the sound? Is DR. Good. DR. Okay. Number four. Number four. Flat. Flat. Okay. Crayon. Crayon. Cat. Huh? Blanket. 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 Uh-huh. Flower. Flower. And which one has the same sound? Flat and flower. Okay, flat and flower. And the sound is? And the sound is? FL. FL. Okay, good. FL. All right. So, Huang, look at here. This is the timetable. This is the timetable from Monday to Sunday. Okay? So, look at here and tell me about the activities on each day. Okay. Number one, I watch TV on Tuesday. On Tuesday. Okay. So do number three, four, five, six for me. Complete number four, three, four, five, six. Hoàng, con làm cho thầy câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 nào. Nhanh nào. Con đọc music on Saturday. Con đọc lại cả câu cho thầy nào. On Saturday. Con đọc lại cả câu cho thầy, thầy không nghe thấy, thầy chỉ có nghe mỗi từ Saturday thôi. Con đọc lại cả câu cho thầy nào, một lần nữa nào. Ồ, Hoàng ơi. Hoàng. Dạ. Ok, đừng truyền kém quá. Con đọc lại cho thầy dạ. Câu 3 nào. Con đọc lại cho thầy cả câu 3 nào. I don't listen to music on Saturday. What day? Which day that you listen to music? Which day that you listen to music? Monday. Con trả lời thầy bằng cả một câu hoàn chỉnh nào. Tôi, câu hỏi của thầy là gì, con hiểu không? Tôi. Ừ. Câu hỏi của thầy là con nghe nhạc vào ngày nào? Vào ngày vào thứ nào? Tôi nghe nhạc vào thứ hai. Rồi, ok. Con nói cho thầy bằng tiếng Anh nào. I listen to music on Monday. Ok, good. Rồi, next, number four. Number four. I visit my grandma on Friday. On Friday. Okay. And
What do you do on Tuesday? What do you do on Tuesday? What do you do? I watch TV on Monday. On Monday? I watch TV on Monday? I watch TV on Tuesday. Good. Okay. On Tuesday, I watch TV. Okay. Okay. Number five. Quickly. Make it quick. Number five. I don't play football on Tuesday. Okay. So, which day that you play football? Which day that you play football? On the Sunday, I play football. Good. Okay. On Sunday, I play football. Okay. Okay. Number six. I hit my mom on Wednesday. On Wednesday. Okay. What do you do on Thursday? What do you do on Thursday? What do you do on Thursday? I go swimming mm-hmm. on Thursday. Okay, good. Do you listen to music on Saturday? Do you listen to music on Saturday? No, I don't. What do you do on Saturday? What do you do on Saturday? I do my homework on Saturday. Okay, very good. Rồi, okay. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhá, Hoàng nhá. Chúng ta kết thúc hôm nay hơi muộn một chút vì trong giờ học thầy có nghỉ một vài phút. Tuy nhiên là chúng ta còn học quá cả thời gian cơ nhá. Rồi, ok. Hoàng nghe thầy nói này, con về con phải ôn tập lại tất cả những từ vựng và ngữ pháp cho thầy nhá. Hoàng nhá. Sở hữu cách con vẫn không nhớ đâu. Hiểu chưa? Với cả vẫn rất lúng túng trong quá trình sử dụng thì hiện tại đơn. Nhá. Thế nên Hoàng phải về học lại ngữ pháp cho thầy. Được chưa? Rồi. Ok. Thế thì buổi học hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây Hoàng nhá. Ok. Goodbye Hoàng. Goodbye. Goodbye, teacher. Yes. Have a good night. Goodbye, teacher. Have a good night.